Kính chào quý vị và các bạn. Vào 6 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2023 tới đây, Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại 4 điểm. Cho đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã vượt chỉ tiêu tiến độ theo yêu cầu. Dự kiến đến tháng 6 năm 2023 đạt trên 80%. Các công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án thành phần 2.1, công tác lựa chọn nhà đầu tư thi công xây dựng các gói thầu thuộc dự án thành phần 2.1 đã hoàn thành, đủ điều kiện để khởi công dự án đầu tư. Lễ khởi công sẽ đồng loạt tại 4 vị trí, trong đó vị trí 1 là điểm cầu chính tại giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với đường gom đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Vị trí số 2 tại giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Vị trí số 3 tại giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với trục phía nam của tỉnh Hà Tây thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Vị trí số 4 tại giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Việc tổ chức khởi công dự án đầu tư sẽ thực hiện theo phương thức kết nối trực tuyến giữa 4 điểm tổ chức khởi công của Hà Nội và các điểm tổ chức khởi công của tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.